Nên em bắt đầu về vỏ thông xay này. Em chia làm 3 loại các bác. 1, 2, 3. Đây loại 1 nó nhỏ này này các bác này. Đây loại 2 này. Loại 2 nó to hơn. Loại 3 thì cũng to hơn nữa. Đây các bác. Để phù hợp cho việc trồng thân thòng hoặc là trồng giáng hương thì các bác có thể chọn lựa. 1, 2 thì nó bé thôi. À, cái này của em hơi ẩm, nếu mà các bác lấy thì em sẽ có thể cân tươi lên, ví dụ 10 cân thì cân thành 12 cân. Và nếu không, các bác đợi tầm khoảng 10 ngày đến nửa tháng nữa thì em phơi khô thì sẽ bán cho các bác. Vỏ thông xay thì ba loại em đều bán là 2.000 một cân. Còn cái vỏ thông thô thì của em hôm nọ bị mưa ướt mà nó kiểu hơi bẩn bẩn thế nào ấy. Để cho các bác xem. Đây các bác. Em xay là vỏ thông thô là thế này. Trông nó bẩn bẩn thôi. Chắc phải giữ rũ đi thôi. Đóng gửi cho các bác được. Vỏ thông thô thì 10.000 một cân ạ. Mấy hôm mưa quá, hôm nay mới được ngày nắng để em phơi này. Góc cuối cuối cùng cùng việc đó. Đấy các bạn, loại 1 là loại nhỏ nhất thì nếu mà mình có thể trồng phi điệp hoặc là trồng trầm hoặc là trồng dòng những cái dòng phong lan mà kiều hoặc là đùi gà. Còn những loại vỏ 2, loại 3 này có thể trồng giáng hương. Đấy, vỏ thông là 2.000 cân và thông xay ạ. Nhưng mà hơi mẩm tí các bạn. Ở đây có hai bụi đùi gà, một bụi này 2 cân này thì 300, còn bụi này 1 cân là 150 thôi. Có hai bụi này thì nhất. Rêu rừng thì em vẫn có bán quanh năm. Rêu rừng của em là loại rêu xanh. Đấy, có một loại rêu bẩn bẩn thì em không bán. Còn đây vẩy rồng thì về được vẩy rồng Bắc Cạn này. Vẩy rồng Bắc Cạn thì thân nó bé nhưng mà đẹp phết quá. Đây. Mùa này là cây phát triển khá là xanh tươi. Vẩy rồng này là 100 một cân mà em chỉ có gần chục cân thôi. Tí bán có ít thôi. Mạc xuân thì nhiều lắm. Em ở Mạc Xuân Bắc Cạn này chắc chỉ có mỗi em là nhiều nhất. Toàn Mạc Xuân nhà. Đây những loại chuẩn bị có lụ thì em xếp riêng ra để có thể lấy quá. Mạc Xuân vẫn là 80.000 một cân các bạn. Trồng thì loại rất dễ rồi. Đấy, đây này nó mở lá đầy đủ đấy, thế là đến mùa về. Các bác nào thích trồng quay sổ số hay như nào thì liên hệ em. Hàng rừng em ngày nào cũng về. Trồng ngỗng đòn này. Vật tư thì em vẫn có kích kỳ đỏ, kích kỳ xanh thì vẫn có. Kích kỳ đỏ là 60.000, kỳ xanh là 50.000. Mấy cái đồ chế phẩm Hùng Nguyễn này, keo liền sẹo này. Đây có lụ vối này, 200 một cân. Lụ vối lụ ngon lắm các bác. Tứ hột rừng 100 một cân. Lấm ngọc cẩu là 200 một cân. Táo mèo là 100 một cân. Cái đồ vật tư em nó thế này đấy. Một số hết rồi, ví dụ phân dê là hết rồi, phân trâu hết rồi. Còn lại vẫn đầy đủ các bác. Vâng, các bác lấy hàng thì liên hệ với em theo số điện thoại em ghi ở trên tiêu đề ấy. Em gửi bưu điện các bác. Đó, cái vỏ thông này. Chào các bác nhé.